nữ sinh luật kém được biết đến là những cô nàng siêu sáng suốt gì phải vượt qua điểm đầu vào cao chót vót và ngày ngày đương đầu với cuốn giáo trình khó nhằn. Và nếu vừa học giỏi lại còn nhiều tài lẻ và xinh xắn, dễ yêu đương thì đúng là ăn trọn hết combo con nhà người ta rồi còn gì. Nữ sinh dưới đây là ví dụ điển hình. Sau khi xuất hiện trên rao trai xinh gái đẹp nổi tiếng, cô nàng thu được sự lưu ý nhờ nước da trắng, sống mũi cao cùng gương mặt xinh xắn. Nhưng khi truy tìm info thế hệ biết cô nàng còn làm mẫu ảnh và đang viết sách. Đúng là con gái hiện đại chẳng kinh chuyện gì, cái gì cũng phải học và biết một ít. Nàng thơ thế hệ làm bất tỉnh ngay biết bao trái tim chàng trai. Info cho những ai đang cần đây, con người chơi Vũ Thùy Linh hiện là sinh viên năm 3 ngành luật của trường Đại học Luật Hà Nội. 500 anh em đã lặn lội truy tìm danh tính của cô nàng này cho bằng được. Được biết, nữ sinh của chúng ta tên đầy đủ là Vũ Thùy Linh, hiện là sinh viên năm 3 ngành luật của trường Đại học Luật Hà Nội. Bỗng nhiên trở nên nổi tiếng nên cô nàng tỏ ra hết sức ngạc nhiên, những kiểu này mình chụp lâu lắm rồi nhưng cũng có người chơi mất công đào lại và đăng lên. Vậy nên, mình cảm thấy rất bất ngờ khi được mọi người ân cần và gửi nhiều lời mời kết người chơi như vậy. Luật sư là công việc Thùy Linh yêu thích từ bé nên từ lúc đăng ký nguyện vọng, con người chơi đã không kinh ngần viết luôn Đại học Luật lên hàng đầu. Mình thích nghi khá tốt nên khi vừa thế hệ lên năm nhất đã có thể quen được với cuộc sống thế hệ. Mình cảm thấy sống xa bố mẹ là điều ai cũng phải trải qua. Đó là lý do khiến mình có thể tiếp nhận môi trường đại học nhanh như vậy. Điều gây trở kinh nhất chắc là thời tiết ngoài Hà Nội lạnh quá nên 3 năm rồi mình vẫn chưa quen được với khí hậu mùa đông nơi đây. Câu người chơi tỏ ra khá bất ngờ khi được mọi người ân cần. Ngành luật là ngành yêu thích từ bé nên cô nàng không ngần kinh đặt nguyện vọng Đại học Luật Hà Nội lên đầu. Câu người chơi sớm khai mạc làm thêm từ năm nhất để có thể tự chủ kinh tế. Sở hữu gương mặt khả ái, thần thái không chê vào đâu được, Thùy Linh là gương mặt quen thuộc cho nhiều nhãn hiệu và các siêu thị thời trang. Lúc rảnh, con người chơi thích làm đồ handmade, chụp ảnh và đặc biệt từng có mong muốn xuất phiên bản sách do chính tay mình viết. Nhưng do thời gian bận bịu và thấy phiên bản thân nhiều thiếu sót nên dù được nhiều người yêu thích nhưng cô nàng đã chấm dứt update câu chuyện của mình. Hiện tại Thùy Linh đang là thực tập sinh của một công ty luật. Thời gian sắp tới, mình muốn tập trung xong xuôi nốt thời gian thực tập và làm nốt một vài dự án còn dang dở. Nếu có cơ hội mình cũng muốn quay lại viết lách tiếp. Cùng ngắm thêm vài hình ảnh của con người chơi này nhé. Thùy Linh có tỷ lệ ăn mặc nữ tính nhưng cũng không kém phần hiện đại, năng động. Con người chơi sớm khai mạc làm thêm từ năm nhất để có thể tự chủ kinh tế. Thùy Linh là gương mặt quen thuộc cho nhiều nhãn hàng thời trang và các shop y phục nổi tiếng. Dù mặc dễ chơi hay lên đồ đi chơi thì Thùy Linh vẫn cực nổi bật và hút mắt người nhìn.